Các bác sẽ không thể tưởng tượng được là tôi đang ở chỗ. Wow. Oh. What? Zombie. Wow. There is a wall here. Yes. On one side, looming on the horizon. Holy damn, man. Mighty, spouting their all for one ideals. And shunning any folks who don't. Như thật luôn các bác ạ. My man. Cái gì? Sao lại bắn người? À. Nhưng người này tệ rồi. Không ổn. Deadlines. Yo. Một thành phố chết chóc các bác ạ. Shit, man. The reserve is real. In an old military bunker. Toàn bộ thành phố ngập trong lũ lụt anh em ạ. Ở đây còn có zombie các kiểu nữa. Damn, this game. Untouched. Wow. Nhìn kìa. Đi vô chỗ nào vậy? Lại nữa. Anh em đợi một xíu cho tôi check cái tin nhắn nha. Rise of Kingdom về Việt Nam. Cho những ai chưa biết thì Rise of Kingdom là trò chơi chiến lược phổ biến nhất với hơn 80 triệu player trên khắp thế giới. Và anh em có thể dễ dàng tìm thấy huynh đệ để lập nhóm hoặc chiến đấu. Nó được xếp hạng trong 10 trò chơi có doanh thu cao nhất ở nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Indonesia. Và bây giờ đang được giới thiệu tại Việt Nam. Hãy chọn một trong 12 nền văn minh, tập hợp bạn bè của anh em và bắt đầu một liên minh Việt Nam chiến đấu chống lại những người khác. Có đến tận 12 nền văn minh trong Rise of Kingdom như Rome, Đức, Anh, Pháp, Viking, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc rất nhiều. Và mỗi nền văn minh thì có các chỉ huy riêng, vị tướng riêng dựa trên các nhân vật lịch sử có thật. Ví dụ như Nhật Bản thì có Kusunoki và Minamoto, Trung Quốc thì có Tào Tháo, cũng như phong cách kiến trúc độc đáo, nhiều đơn vị đặc biệt. Còn tôi thì đặc biệt thích tướng Kusunoki và Minamoto của Nhật Bản vì bộ skill hơi bị đỉnh. Mọi thứ trong Rise of Kingdom đều diễn ra trên một cái bản đồ khổng lồ có người chơi và NPC sinh sống, không có căn cứ biệt lập hoặc là màn hình chiến đấu riêng biệt. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia hoặc rời khỏi trận chiến bất cứ lúc nào, cho phép chơi RTS thực sự. Nếu mà anh em yêu thích một cái tựa game với kiến trúc thành phố có thể tùy chỉnh nào, rồi rương vàng, cảm giác mạnh và phần thưởng, các vị tướng RPG đặc biệt thì Rise of Kingdom là dành cho anh em. Nếu muốn thử, tải xuống Rise of Kingdom từ link ở dưới phần mô tả hoặc là mã QR ngay ở phía dưới này. Và đừng quên nhập mã Rise of Kingdom Việt Nam để nhận game, tài nguyên và khóa rương nha. Sắp tới còn có sự kiện tham gia và chia sẻ để nhận iPhone, PS5 hoặc là Nintendo OLED nha. Còn bây giờ thì quay trở lại nào. That's right. You're looking at him. With his broken body. Không cháy. Seen better days. Nó không cháy chưa? I need to get after. Holy shit. Wow. Look at this. Đỉnh thực sự. Oh my god. Chào mừng anh em đến với The Walking Dead. Sane and Sinner. Tôi xem hết gọi là 1, 2, 3, 4, 5, 6 season của The Walking Dead các bác ạ. Chúng ta có nhiệm vụ đây. Graveyard Struck. Không cháy các bác ạ. Hơi nóng xí mà. Cho chân tay nó ấm ấm xí rồi lát nữa còn. Gì đây? Báo thức à? Tôi có đèn pin các bác ạ. Không có gì hết cả ngoài đèn pin. Ban nãy là có thấy zombie nha. Và đương nhiên rồi, The Walking Dead mà. Ok, tại sao tôi lại ở trong một cái nghĩa địa vậy? Chắc không có gì sau lưng đâu nhỉ? Ok, hy vọng là vậy. Ấy da. Châu. Chúng ta cần phải làm gì? Tìm cái căn cứ của người đàn ông. Người đàn ông, ok. Đoạn này anh em mình phải ngồi xuống phải không? Ui dồi ôi. Con zombie nè. Ôi. Đừng dậy nha.
đừng ngồi dậy nha. Holy fuck. Ôi, anh em nhìn cái không khí này. Bộ tươi này. Đậu má. Game gì sao làm giống thật vậy? À, lên, ok. Xuống. Ok. Oh. Oh. Nó là một con zombie, chắc chắn luôn. Gặp con zombie đầu tiên rồi. Oh, you fuck. I see you. Hơi rụt ngập các ạ. Fuck shit, tôi phải giết con zombie này, không tôi không qua được đâu. Yeah. 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 Damn. Các bác ạ, tôi cầm một cái tờ giấy trong một cái tựa game mà nó như thật đấy các anh em ạ. Như kiểu là tôi đang cầm một tờ giấy ngoài đời luôn ấy. Nó quá thật đi. Nằm yên đó nha. Đừng có ngồi dậy nữa nha, là thêm một nhát nữa vô đầu đó. Hello. Oh. Oh. Nó vừa thấy tôi. Nó vừa thấy tôi anh em ạ. Nó vừa thấy tôi anh em ạ. Oh. Đi ngược hướng rồi. Thêm một lần nữa à? God damn. Ok. You fuck. Hay là mình qua luôn. Oh. Yes. Yeah. Đi ra. Oh, let's go. Chưa bao giờ tôi có một cái cảm giác như này đây mà. Đến. Nhạc lên rồi đó. Thấy ghê ghê rồi đó. Ố. Có boss à? Hay gì? Ôi trời ơi. Nhiều vậy. Người nằm tù lung tà la vậy. Không ngồi dậy nha, ok. Không chui ra khỏi. Bạn hình như đây là như kiểu là. Oh no. Shit. Ôi. Fool. Such a damn fool. Hello anh bạn. Sao lại bị treo ngược lên nhỉ? No more. Please. Để tôi giải cứu cho anh nha. À. Bạn có vẻ hơi hơi thảm nhỉ? Henry, my friend. My friend. All the I bus got, huh? All I've done. Oh don't, shit, đây là Henry. Don't let it go to waste. Ừ, ok. Mình sẽ quay lại chiếc xe. The bus. Come on. Tôi sẽ giúp những cái tâm nguyện còn lại của chú. Ok, ông hèo ấy gì á. Oh no. Tạm biệt anh bạn Henry. Mình đáng lẽ phải tới tìm ông này nhưng mà ông này ông bye bye mất rồi. Ôi trời ơi. Ông hóa zombie rồi. Oh fuck. Damn. Oh. Wow, răng trắng vậy. Zombie nhưng mà vẫn đỉnh. Ôi, về để em giải thoát cho anh Jai nha. Ui nhìn tội quá. Giải thoát như nào đây ta? Lòng phát từ dưới lên à? Hay là như nào anh? Ôi. Ui à. Ôi, tạm biệt anh bạn nha. Chúc anh bạn một buổi tối vui vẻ, ngủ ngon nha. Tôi sẽ giúp anh bạn hoàn thành những cái tâm nguyện còn lại. Bây giờ mình sẽ ấy mắt của ông ấy lại. Ấy khoan, ông nằm ngược mà. Ok. Rồi, ok. Bye bye. Oh. Có phải là đây chính là chiếc xe buýt mà anh bạn Henry đã nhắc tới không nhỉ? Rồi, đúng rồi. Sai thế éo nào được. Đây rồi.
Graveyard Struck. Touch complete, let's go. Đưa trong cái này thử xem là sẽ có gì bên này. Đúng rồi, phải là một cây súng các bác ạ. Trời ơi, tôi gặp cái con zombie mà tôi không có súng thì con gì nữa. Này cái gì, lượn đi. Đấy. Ôi xà, chuẩn, quá chuẩn. Tờ giấy, ok. Đây chúng ta có cái gì? Ây da, một cây súng bị hỏng rồi. Ok. Hơi tiếc. Thế còn có gì ở đây? Nhớ. Rồi, ok, đi ngủ này. Ok. Tuyệt vời. Very good. Tôi hy vọng được lái cái chiếc xe này nè mà. Nhưng mà khoan, mình đi đâu nhỉ? Hell yeah. Hello. Oh. Có gì đó bên này. Một cái mũi tên. Ờ. À. Một cây cung. What? Holy shit. Như bây giờ mình phải đi ra thuyền hả? Có một con thuyền trong... Thuyền nhỏ nhỏ, cái cano nhỏ trên bản đồ này. À đây rồi. This is it. Chúng ta phải đi qua khu vực khác. Bây giờ nhiệm vụ, bây giờ chúng ta phải cần đi qua khu vực The Shallow. Tìm kiếm một cái căn nhà màu xanh. Bây giờ đây nè. Đấy, bước lên thuyền. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ má cầm y như thật luôn đấy. Aha, let's go. Man, thề quá game như thật luôn ạ. Điều có thể tin được. À, ủa, có người kia. Hello chị gái. Ok, I'm coming. I have a husband. Chào chị. He's turned. He begged me not to let it happen. Chị này có người chồng bị hóa zombie rồi. Chị này không muốn bắn. But I failed him. I'm so ashamed. Quá sợ đi. Would you be willing to help me out? Có giúp bật chị này không? I need someone else. Cần một ai khác để giúp mà. Ok. Ok. For free, không làm miễn phí đâu nha. Thôi nhưng mà mình sẽ giúp. I will put him to rest. You will? Thank you. That is so kind. Here, take this key. Oh. I'm not moving in a room. Second floor of the Blue Mansion, just up the street. Tầng 2 hả? Ok. Tầng 2 của căn nhà màu xanh. Sao vậy? Sao nhìn mặt tức tối vậy? Được rồi, tôi sẽ giúp chị, yên tâm. Thì mình chị đã nhờ mình kiếm một cái gọi là một cái nhẫn nữa. Ở trục cũng trong căn nhà đấy luôn. Cái nhẫn rất là có ý nghĩa với chị. Nhưng mà có lẽ là tôi sẽ kiếm cái nhẫn đấy xong chắc là tôi đem bán các bác ạ. Chứ cái nhẫn đắt như vậy sao, tại sao tôi lại đem quay về tôi đưa bà này được nhỉ? Tình người là chị ơi, tình người rồi. Một cái thành phố chết chóc anh em ạ. Không thấy một ai cả. Có thấy một người. Căn nhà màu xanh à? Đi kiếm anh em ạ. Oh no. Oh no, nó chưa thấy tôi phải không? Khoan, cây súng của tôi có đạn không vậy? Oh shit. Hình như nó có đạn các bác ạ. Oh. Damn. Look at this. Nó có bao nhiêu viên? À, đầy đủ rồi à. Let's go. May tuổi. Xin cái tuổi. Khoan, để tôi thử. Đúng rồi. Come on. Come on, you bitch. Mày muốn chơi hứ? Không có tuổi. Oh, hello girl, come on. Ay, 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 ay. Oh,
Giao sắc không chị? Má game đỉnh lực sư. Ê, con nhà màu xanh tay nè. Nice. Xem nào. Ta có cái hộp gì đây? Hộp thuốc. Lại đây nào. Muốn hút thuốc à? Cút ra. Hút thuốc phải trả tiền hiểu không? Đâu phải muốn là hút dễ vậy. Nhưng mà mình phải đốt lên như nào nhỉ? Let's go. Đúng rồi. Một hơi sảng khoái. Tuyệt vời anh em ạ. Để mà nói cái thế giới zombie này, trước khi mà làm bất cứ điều gì đặc biệt, phải làm một ly cà phê Và một hơi thật là sâu. Tuyệt vời anh em ạ. Ok. Hello. Lại nghiện thuốc nữa rồi. Ở thành phố này nhiều người hút thuốc quá nhỉ. Bác ạ. Dạ. Damn, look at you. Tặng chị một điếu nè. Ok nha. Free luôn. Không cần cảm ơn. Cái gì đây? Nice. Hello. Có ai đây không? Ôi mẹ ơi. Sao nghe cứ bị ghê vãi nồi ạ. Cho mình tèo đường này thử đi nhỉ. Đây, thử này nè. Ôi, treo. Treo đơn giản vậy. Oh my god. Ê, lên ạ. Lên rồi. Wow. Chị đây. Ấy, bật lửa. Ây trời ơi. Hợp lý thực sự. Xem chúng ta có gì. Đạn anh em ơi. Đạn shotgun. Hợp lý. Không có gì hết. Đây này, như cái ô chúng ta lưu vô đây này. Hello. À nhào. Nhà có chó không? Lại thuốc, hơi bị nhiều thuốc ấy. Gì đây? The Holy Bible. Má kinh thánh ạ. Lượn. Bà nội tay ngay game thủ. Ok. Gì đây? Cái muỗng ạ, lượn. God damn. Ôi. Chậm. Chậm bình tĩnh. Cái cung gần hư bà nội ơi. Shit. Ui da, tối thế. Chị, đèn pin bị hư à hay gì? Ây. Ok. Hello. Bên này không có gì hết rồi. Con này, ui. Ui. Ngay kia luôn kìa. Đúng rồi. Vô đây. Đúng rồi, mày bước lại đây. Mày bước lại đây. Chứ còn phải luyện tập nhiều lắm. Ôi trời ơi. Cái gì như cái rìu vậy? Xem nào. Một cái rìu rất là bự lắm ạ. Damn. Yes. Tuyệt vời. Mình kiểu run mãi nổi các bác ạ. Đây rồi. Ok. Chết
Chết. Ui à, đi lên trên gác mái à. Gì kêu đấy? Ui. Hello. Ai đây không nhỉ? Ah shit. Come on. Ê khoan, còn đạn không ấy? Oh hell no. Ông chồng, sao nhìn giống ông chồng ấy? Lại hư nữa. Oh shit. Này như là ông chồng ấy. Hello anh ơi. My dearest Corinne, I lied to you. I am sorry. I had to spare you. A lost hope. Our children died by my hand. I had to set them free to protect them from a fate worse than death. Chiếc nhẫn này. I know you will never be able to forgive me. Chính là chiếc nhẫn này. Và ông kia chính là ông chồng đã bị hóa zombie mà bà vợ nhờ mình gọi là giải quyết. Ok, đem bán nhẫn thôi. What? Mà một cây shotgun luôn à? Oh yeah. This is good. Úi giời, có sẵn hai viên đạn. Tuyệt vời quá nhỉ. Ui, đỉnh luôn các bác ạ. Store. Sao lại là cái rìu? Sao tự dưng bà nội nhét cái súng đuôi sau lưng lại biến thành cái rìu ạ? Vãi cả bìu ạ. Rồi, tôi nghĩ chắc là anh em mình nên gọi là đi xuống đi. Chứ cái chỗ này là hơi bị kinh dị rồi đó. Oh shit, đừng lại gần, cảnh báo rồi nha. Cảnh báo rồi nha, đừng lại gần. Nhân viên, chúng ta còn đúng một viên. Come on, lại đây luôn, bước lên đây. Come bitch, come. Đúng rồi, ở đây có nhiều thuốc lá lắm này. Come on, ui dồi ôi. Đây như đi ra lại gì ấy anh em ạ. What the f... Mà... Chơi hẳn cái crowbar như này luôn hả? Kinh nhỉ? Có khi nào mình lấy cái crowbar này mình mở không nhỉ? Ừ đúng rồi. À được. Được. Let's go. Yeah. Hell yeah. Bớt nói. Ôi đây ơi. Ui da, cái micro để sữa. Tuyệt vời, let's go. Cái gì đây? Mẹ vẽ kìa. Bà nội. Cân nhây. Vẽ như này là không ổn rồi. Lượn thôi, kẻ có chuyện các bác ạ. Chết mà chết trong lúc mà gọi là thoải mái nhất nữa. Chai rượu cho anh bạn. À khổ quá. What? Oh, ok. Kinh thực sự. Thôi đi ra. Đi về gấp. Hello. Ê, thùng công ta la này. Oh. Damn. Hình như mở qua cửa này để đi ra ngoài á. Tôi nghĩ là vậy á. Oh. Wow, đến lúc rồi. Come on. Bước đây. Ôi sao đông vậy? Chết rồi, đông quá rồi các bác ạ. Come on. Ow shit. Ê, hết đạn rồi. Mày đứng đi. Whoa. Come on bitch. Ôi sao đông vậy? Đông dễ. Quay lại đây.
Mày lại đi, mày lại đi. Mày lại đi. Oh, oh shit. Wait, what? Wait. Wait. Khoan, súng lục của tôi đâu? Thả con. Cho nó đi vô, cho nó đi vô, cho nó đi vô. Oh, come on. Come on. Ôi, chết rồi. Lại nghe. Ui, 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 hơi 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 đông, hơi đông các bác ạ. Come on. Come on. Come on. Come on. Bước hết lên. Nhào hết vô đây. Come on. Bước lại đây. Bước lại đây. Hử? Mày chơi không? Tụi mày chơi không? Đây. Có địa chỉ nhà. Let's go. Let's go. Let's go, bitch. Ơi 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 ơi. Let's go, bitch. Woo! Đồng đấy, đồng đấy. À, à, à. Lại đây, lại đây. Come on. Come on. Oh. Hư, hư xuống. Hết đạn rồi. Ôi chú chú chú. Fuck. Mày đợi bố mày xí. Mày đợi bố mày xí. Đấy, mày xuống đi. Mày xuống đi. Mày chơi. Hử? Máu me rồi, máu me bé bé rồi. Shit. Quấn tay, quấn tay, quấn tay, quấn tay. Ok. Holy moly man. Ơ nữa à? Mày chơi, mày chơi. Mày chơi. Mày chơi. Mày chơi. Mày mày chơi. Má nhiều quá Lin. Ôi. Oh, rồi rồi. Rồi shit. Rồi shit 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 shit. Đi được đi, đi ngược đường ơi. Đi ngược đường ơi. Này. Oh, shit shit rồi fuck. Oh shit. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Come on, come on. Come on. Ôi, tôi chết rồi, tôi chết rồi, tôi chết. Tôi chết rồi, tôi chết rồi. Đi ạ, chạy ạ. Cút, cút ạ. Cút ạ, đúng ạ. Cút, cút ạ. Cút ạ, cút, cút ạ. Cút, cút ạ. Tụi mày làm gì, tụi mày làm gì. Tụi mày làm gì nhau, tụi mày làm gì nhau. Ôi, 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 ôi. Ôi, sọ, 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 sọ. Hả? Chơi, mày chơi. Hử? Wait. Này. Tới thuyền chưa? Tới thuyền chưa? Come on. Come on. Đúng rồi. Đấy. Chết 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 chết. Rồi thôi xong rồi, bà nội. Sắp win rồi ạ. Damn. Thực sự là một trong những cái tựa game zombie đỉnh cao nhất mà tôi từng chơi anh em ạ. Không thể tin được, cực kỳ đáng sợ, cực kỳ kinh dị, cực kỳ ghê rồi. The Walking Dead scene and sinner man. Vì à, nhưng mà những ai yếu tim mà tôi nghĩ là không, không nên chơi cái game này đâu, thực sự ấy. Ok, một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem. Và hẹn gặp lại trong những
tập tiếp theo của The Walking Dead Senior Sinner hoặc lựa những tự khiêm khác trên kênh của mình Dũng Senpai. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và chúc ngày tốt lành.